Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí không chỉ đem lại những bộ phim hay, những chương trình mới lạ, kênh truyền hình Today TV luôn muốn tạo ra những sân chơi tương tác trực tiếp đầy thú vị và hấp dẫn cho quý vị khán giả xem truyền hình. Quý vị thân mến, chính vì thế, bên cạnh sự ra đời của website www.todaytv.vn mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu quý vị khán giả vào chương trình Today How kỳ trước, Today TV còn mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều những chương trình tương tác trực tiếp khác đi kèm với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn mà quý vị khán giả không nên bỏ lỡ đâu nhé. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng thêm phần hào hứng cho quý khán giả khi theo dõi những bộ phim đang được phát sóng trên kênh Today TV, đầu năm 2011, chương trình Quà tặng giờ vàng, một chương trình tương tác mới vô cùng thú vị đi kèm với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn đã được ra đời và cho đến nay đã trở thành một trong những chương trình thu hút rất nhiều số lượng khán giả của Today TV tham gia. Chương trình Quà tặng giờ vàng được phát sóng vào các khung giờ 19 giờ đến 20 giờ, 21 giờ đến 22 giờ và 22 giờ đến 23 giờ mỗi ngày trên kênh truyền hình Today TV. Tương ứng với mỗi khung giờ nhất định, màn hình sẽ xuất hiện một đoạn clip ngắn với một câu hỏi bất kỳ liên quan đến một bộ phim đang được phát sóng trên Today TV. Chỉ cần đưa ra câu trả lời chính xác nhất và gửi tin nhắn tham gia trả lời câu hỏi đến tổng đài 6566 là quý vị và các bạn đã có thể chiến thắng và nhận được những phần quà hấp dẫn với giá trị lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng của chương trình rồi đấy. Và đây là một trong những người khán giả may mắn của Quà tặng giờ vàng. Hôm nay đúng như đã hẹn, chị tới trụ sở của kênh truyền hình Today TV, ngụ tại 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để gặp đại diện ban tổ chức để nhận quà. Món quà tuy không lớn, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chị khi nhận quà khiến chúng tôi thật vui và đây chính là nguồn động viên vô cùng to lớn cho những người thực hiện chương trình. Hôm nay tôi đến đây để nhận thưởng 1 triệu đồng của chương trình. Vì tôi và con gái tôi thường coi phim trên kênh Today TV Giờ Vàng và đã có bình chọn cho những phim coi. Tôi cảm ơn Today TV vì đã có những chương trình hay và hấp dẫn. Wow, chỉ mới nghe thôi mà đã muốn tham gia lắm rồi. Bởi vì không có gì vui bằng khi chúng ta được theo dõi những bộ phim yêu thích mà còn được nhận quà nữa, đúng không anh Hoàng? Thế nhưng mà trong trường hợp có quá nhiều người trả lời chính xác câu hỏi thì phương thức chọn người thắng giải sẽ như thế nào đây anh Hoàng? Dĩ nhiên là Today TV đã phải lường trước được những tình huống đó và sẽ có phương pháp giải quyết rồi chứ. Thưa quý vị khán giả, chương trình Quà tặng giờ vàng đã đồng hành cùng quý vị khán giả từ ngày 3 tháng Giêng năm 2011 đến nay đã được 42 tuần. Chúng tôi đã đón nhận sự ủng hộ rất nhiệt tình của đông đảo khán giả xem đài. Ekip làm chương trình chúng tôi rất vui vào mỗi sáng thứ hai được nhận danh sách 6 khán giả may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên qua hệ thống máy tính. Từ khi chương trình được bắt đầu đến nay, ekip làm việc của chúng tôi nhận được một số thắc mắc từ khán giả về cách thức chọn giải và trao quà. Nhân đây tôi cũng xin trả lời quý vị khán giả rằng kết quả được chọn một cách ngẫu nhiên trên hệ thống máy tính dựa trên số người trả lời đúng câu hỏi trong mỗi khung giờ. Phần thưởng là tiền mặt sẽ được chuyển qua đường bưu điện cho các khán giả ở phần xa. Riêng các khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh vui lòng đến tận công ty nhận tiền mặt. Thưa quý vị khán giả và các bạn, mọi thông tin chi tiết về thể lệ và cách thức tham gia chương trình Quà tặng giờ vàng cũng như mọi thông tin về giải thưởng đều được chúng tôi cập nhật đầy đủ trên trang web www.todaytv.vn. Chúc quý vị và các bạn sẽ may mắn khi tham gia chương trình và nhận được những phần thưởng giá trị trên kênh Today TV. Thưa quý vị và các bạn, với cuộc sống xã hội ngày càng hiện đại thì mối quan hệ giữa con người và con người ngày càng trở nên xa cách hơn. Chúng ta dường như đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa cá nhân đang được đặt lên hàng đầu. Con người thì có thể vì lợi ích cá nhân mà dẫm đạp lên quyền lợi của người khác. Vâng, cũng chính vì thế mà hình ảnh Lục Vân Tiên thời hiện đại thấy chuyện bất bình chẳng tha trở nên vô cùng giá trị hơn bao giờ hết, để cho chúng ta tin rằng ở đâu đó trong xã hội này vẫn còn có tình người ấm áp len lỏi trong cuộc sống nặng nề, giúp chúng ta vẫn tin vào con người và tin vào lòng tốt vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đưa thông điệp đầy ý nghĩa đó đến với khán giả xem truyền hình, đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc từng nổi tiếng với các bộ phim như là Kiều Nữ Với Đại Gia, Vật Chứng Mong Manh đã khéo léo lồng ghép thông điệp đó vào một tác phẩm phim truyền hình tiếp theo của ông mang tên Song Hùng Kỳ Dị. Thông qua 18 câu chuyện khác nhau, với mỗi câu chuyện là một sắc màu tươi vui về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế giữa con người với con người, bộ phim mong muốn truyền đạt đến người xem thông điệp về tình yêu và những giá trị đích thực mà con người luôn hướng đến. Vâng, và sau nhiều tháng tích cực chuẩn bị, vào đầu tháng 11 này, bộ phim hành động phiêu lưu hài Song Hùng Kỳ Dị đã chính thức ra mắt khán giả của kênh truyền hình Today TV.